Anh Sam, mới được phim. Anh nếu mà trang cái cộng nha, lấy cái cộng nha. Giờ Photoshop trang lên miếng cũng được. Anh quay chưa bấm nút nha, nhớ bấm nút nha. Chào mừng quý vị đang đến với bản tin Mít Mùi truyền trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa An Ngãi, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng tôi, được ghi hình trên vệ tinh. Quý vị nhìn lên đi, quý vị sẽ thấy vệ tinh rồi phóng xuống tẹt tại nơi đây, ở chỗ này được tài trợ bởi đài truyền hình Minh Phố Nữ. Ok, như thế tôi em xin hát giữa ta. Và bản tin mới luôn hôm nay gồm những tin chú ý như sau. Và quý vị ơi, quý vị rất là dễ dàng nhìn thấy những cái màu xanh xanh đó. Lý do thì sao? Tại vì nó đập thẳng lên mặt quý vị mà, quý vị phải thấy thôi, đúng không? Và đó bắt đầu tôi thấy. Và các bạn biết không, các chiến sĩ chúng ta làm sao để có được những thành quả như thế này? Các chiến sĩ chúng ta làm như thế này, chiến sĩ chúng ta chà 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 chà. Sau đó xưng quá xưng lại, xưng quá xưng lại, nói chung là cái buổi tình nguyện rất là thành công. Cái đó là bản tin về buổi sớm. Và một buổi tối chúng tôi cùng chơi trong một tối, nên mọi thứ đều chìm trong tối. Các em bị bịt mắt nên các em thấy tối. Bởi chúng tôi chơi trò chơi trong bóng tối. Ủa, các em bên ngoài mở quá. Nói chung là chơi TV đắt dài, đắt chơi lần. Đầu tiên là nhân vật Trọng Vinh xuất hiện. Alo. Nguyên Ngọc, anh ơi, tôi tin tưởng là mình ở bên đây không à? Anh ơi, tôi ở bên đây. Đi đi anh. Đi đi anh. Bây giờ ở đây tôi đang nghe cái gì tôi như vậy? Bạn tôi đang ngồi không? Không phải biết, trời đất mà. Anh ơi, mình được chọn rồi anh. Anh ơi, cứ mình nằm ở đây không mà sẽ sẻ ở đây chứ có mà nó có thành viên đi 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 ha. Anh ơi, phải tôi một thôi mà thằng lát ta bạn tôi hai không mà bạn mình nói bạn nghe nè, bạn đứng ngồi chỗ rồi. Thế này là không thấy các bạn nào bên đây nè. Bạn như là anh nè. Như là anh nè. Anh nào, anh nào.